Chào mừng các bạn đã quay trở lại khóa học JavaScript vòng lặp của Creative Studio và mình là Sơn Nguyễn. Trong bài ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với các bạn 4 hàm dùng để lọc những phần tử của mảng cơ bản như là for, map, filter và reduce. Thì tại sao mình lại dạy các bạn 4 hàm này? Bởi vì kiến thức của 4 hàm này thì sẽ thuộc về phần data cơ của JavaScript. Nhưng mà để so sánh hay là để nói về công dụng ở trong vòng lặp ấy, thì mình phải nói về 4 hàm này. Vì mà những cái hàm này là những cái hàm cơ bản ở trong JavaScript. Tuy nhiên ấy, thì cái không gian làm việc của chúng ấy thì chỉ hạn chế ở trong array thôi, ở trong mảng thôi, chứ nó không thể lặp qua nhiều những khái niệm như là for và while do. Nhưng mà để so sánh công năng của nó thì nó là một bên như là một trời một vực so với lại bên while do. Sau khi bạn sử dụng xong những cái hàm này ấy, thì bạn sẽ cảm thấy rằng nó rất là hay và nó viết nó rất là đơn giản, nhưng mà nó chỉ sử dụng ở trong mảng thôi nhé. Và chúng ta lại cùng đi vào bài này. Và để mà nói vào mảng thì các bạn biết là mảng là một loại dữ liệu tập hợp phần tử và sử dụng rất nhiều ở trong JS. Thì JS dùng chính là dùng object và dùng array, nhưng mà object ấy, thì chúng ta có ít cái khả năng truy xuất nhiều hơn là array. Nhưng mà array thì có thể là chuyển đổi giữa object và array rất là đơn giản. Thì array là như thế nào thì bạn hãy bỏ qua tất cả những cái khái niệm lòng nhoàng đi. Bạn hãy nhớ là array là sẽ gồm một chuỗi các phần tử. Trong các phần tử đấy thì các phần tử đấy có thể là một chuỗi, một mảng, cũng có thể là một object, hoặc cũng có thể là một số, vân vân. Thì mỗi một phần tử ở trong chuỗi ấy, mảng ấy, thì nó sẽ có một cái số thứ tự bắt đầu từ 0. Nó nằm ở trong cái ngoặc vuông và mỗi phần tử thì cách nhau bởi một số phẩy. Thì mình có thể đưa ra hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là mình sẽ có một cái mảng gồm n phần tử đây, và mỗi phần tử sẽ cách nhau dấu phẩy. Cái thứ hai mình nâng cấp lên nhé, là array sẽ gồm 3 phần tử. Phần tử thứ nhất là I love you đi, là một string đúng không, một chuỗi đúng không. Phần tử thứ hai là 15, 16, cái này trong dấu ngoặc này là một object. Rồi phần tử thứ ba nó là một array, trong array này nghĩa array lồng nhau ấy. Đấy. Rồi thì các phương thức mà để mình truy xuất cái chuỗi, hai phương thức cơ bản đấy là array nhân với chỉ số index mở ngoặc vuông. Ví dụ mình truy xuất phần tử thứ nhất nhé, là số 1 nhé, của cái array này, thì mình sẽ là array 0. Phần tử thứ nhất có số thứ tự là 0 nhé. 0 này, array 0 thì sẽ là 1, array 1 thì sẽ là 2. Đấy. Thì cái chẳng hạn như cái array này ấy, thì muốn in ra chữ I love you ấy, thì mình sẽ là array, tên của array nhé, xong mở ngoặc vuông ra là 0. Cái 2 thì sẽ ra này, cái 1 thì sẽ ra này, 2 thì sẽ ra này. Thì cái array index này thì nó sẽ truy xuất đến từng phần tử. Còn độ dài của một chuỗi, độ dài của một mảng ấy, thì chúng ta sẽ là array nhân với len thì sẽ ra độ dài. Tại sao lại chúng ta lại ghi nhớ hai cái này? Thì hai cái này nó là hai cái để ra được cái giá trị của chuỗi để chúng ta sử dụng ở trong vòng lặp. Chúng ta đã biết là vòng lặp for thì nó sẽ lặp qua phần tử thứ nhất cho đến phần tử cuối cùng của những số thứ tự đúng không? Thì liên quan đến độ dài, đây chính là array len này, rất là quan trọng. Thì là mình sẽ giới thiệu qua các bạn về mảng và cái không gian làm việc ở trong mảng. Chúng ta sẽ cùng đi vào các hàm. Đầu tiên chúng ta đi cùng vào hàm forex nhé. Thì khi phát âm tiếng Anh thì chúng ta phải nối chuỗi này. For này và x này, chúng ta đọc là forex. Thì cái nghĩa tiếng Anh của forex như là cho mỗi. Thì trong code chúng ta sẽ forex sẽ là lặp qua từng phần tử ở trong mảng theo thứ tự để index đã xác định và thực thi cái hàm mà chúng ta truyền vào. Thì cú pháp của nó sẽ là như này. Tên cái mảng nhé, xong chúng ta là forex này, xong chúng ta mở ngoặc ra, xong chúng ta truyền một cái hàm này và hết cái hàm rồi chúng ta sẽ thêm một cái là cái giá trị this value. Thì những cái này là như thế nào thì mình sẽ đi cùng điểm qua nhé. Current value có nghĩa là cái giá trị của phần tử hiện tại, cái giá trị của phần tử hiện tại. Index chính là số thứ tự, array chính là cái mảng ở trong cái đấy là function. Chúng ta đừng quan tâm hay đừng nghĩ nhiều lắm thì chúng ta có thể hiểu đơn giản này nhé. Cái array chẳng hạn như là 1, 2, 3 thì cái current value này nó sẽ làm nó không phải là bắt yêu cầu mình phải nhập vào, mà là trong cái hàm này ấy, thì nó có cái current value rồi. Bây giờ chẳng hạn như mình cho cái hàm ấy mình có select ra current value thì nó sẽ lặp qua phần tử thứ nhất thì nó sẽ in ra là cái này nó có cái giá trị gì. Để cho các bạn hiểu một cách khái niệm ấy, thì nó như này, mình sẽ coi như là cái này là một vòng lặp. Và trong cái vòng lặp này thì nó định nghĩa sẵn cho mình là cái current value này là gì, index là gì và array này là gì. Còn cái this value này nó là cái giá trị của cái biến this
sau này các bạn học về ES6 hoặc lên trên cao thì bạn sẽ biết biến dít là gì, dít chấm này sẽ ra cái gì. Nhưng mà nếu mình không truyền vào cái biến dít này, cái value này, thì nó sẽ hiểu mặc định là dít này sẽ là undefined. Đó. Thì để cho các bạn đỡ mơ hồ, đỡ buồn ngủ, chúng ta đi cùng đi ngay vào ví dụ nhé. Đi ngay vào ví dụ này. Đây mình sẽ làm một cái ví dụ về lặp qua và in ra các giá trị của phần tử trong một cái mảng. Mà cái mảng đấy là có 3 phần tử, mỗi phần tử nó là một string. Thì đây là một cái file welcome, mình cắm sẵn file gf vào trong này rồi nhé. Mình xóa hết cái này đi. Thì mình sẽ có một cái, mình sử dụng let đi nhé. Rank này là tên array của mình. Array này sẽ gồm 3 phần tử A, B, 3BC, ES đi. Mình đang muốn 3 phần tử thôi. Rồi, thứ nhất nhé, mình sẽ sử dụng vòng lặp for để lặp và in ra các giá trị của cái này. Thì chúng ta sẽ có một cái có cái biến ấy mà y nhỏ hơn ấy, đang nhớ for đúng không? For đúng không? Y bằng 0 đúng không? Y bằng 0 này, xong là y ta sẽ nhỏ hơn mấy nhỉ? Nhỏ hơn rank nhân len, y cộng cộng. Đúng không? Rank nhân len này chính là bằng bằng 3. Đây, nhỏ hơn cái số này. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ console ra. Đấy, chúng ta sẽ document đi, document nhân right đi. Document nhân right, chúng ta sẽ rank của y. Chúng ta sẽ chạy nhá. Đây, chúng ta sẽ là ABC. Thấy không? Để cho nó đừng tách nhau ra ấy. Chúng ta sẽ rank cộng với lại BR đi. Đây, bạn nhìn xuống dòng này. Đây mình giải thích cho các bạn hiểu nhé. Tại sao rank của y? Rank của y thì chả khác gì như là chúng ta in ra cái phần cái này. Rank của một thì chính là cái này, mà rank của hai thì nó sẽ lặp, nó sẽ gồm ba cái document y này, là document y nhân với lại rank của một, rank của không nhân với rank của một nhân với rank của hai. Bạn hiểu là rank nhân len này thì nó sẽ là bằng 3, y nhỏ hơn 3, y bằng 0, y nhỏ hơn 3 và y cộng cộng. Đấy là cái hàm for đơn giản mà chúng ta đã học đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta thay thế bằng cái này, chúng ta sẽ không viết cái này nữa để sử dụng trong mảng. Thì chúng ta sẽ không dùng for, không dùng while và không dùng while do. Và chúng ta sẽ dùng là for rank, đúng không? Rank này là tên hàm nhé. Chúng ta nhớ này, tên của cái array, tên của array này nhé. Chúng ta sẽ for rank này, for rank. Mở ngoặc ra, chúng ta sẽ có một cái function, được chưa? Function này chúng ta sẽ có một cái biến là biến e. Biến e, được chưa? Mở ngoặc ra. Nếu mà chúng ta không thì chúng ta sẽ phải truyền tất cả các giá trị của cái đấy vào. Đây, ta sẽ phải truyền hàng loạt cái giá trị của cái này vào đây. Current value index array. Nhưng mà đây chúng ta chỉ cần sử dụng một cái biến e duy nhất thôi. Biến e duy nhất thôi, biến e này chính là giá trị của cái này. Thì nó sẽ hiểu e là cái gì? Current value này đúng không? Current value này. Bây giờ mình sẽ cho các bạn trước là e. Rồi sau đó là tí nữa mình sẽ in hết tất cả cái ra nhé, để cho các bạn hiểu hình dung. Rồi, mình sẽ như cái này. Ta sẽ là document nhân y này. Nhưng mà thay vì là rank y ấy, thì chúng ta sẽ là e. Document nhân e. Thử nhá. Chạy này. Bạn thấy không? Nó vẫn như thế. Các bạn bảo là cái này nó không chạy đúng không? Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy nhá. Mình sẽ bỏ cái này đi. Và nó sẽ là ABC liền nhau. ABC liền nhau. Và đã chạy đúng không? Thì bây giờ nhé, mình sẽ giải thích này. Giải thích lại cho các bạn đi. Bây giờ mình sẽ cho ba cái này ra ngoài. Ba cái này ra đây. Ba cái này ra hàm này luôn. Đấy, current value. Và mình sẽ document nhân với lại current value rồi nhá. Current value này. Cộng với lại một cái khoảng trắng này. Cộng với lại index này. Cộng với array. Đấy. Thì cái này thì cứ mỗi lần nó lặp ấy, thì nó sẽ in ra ba giá trị này. Thì mình sẽ biết được ba giá trị này. Mình sẽ phải cộng thêm với lại cái BR ấy. Nếu xuống dòng nhìn nó dễ. Ba lần lặp. Lần lặp thứ nhất là cái giá trị current value là A. Rồi index của nó là 0 và cái mảng là ABC. Lần lặp thứ hai là B, giá trị nhất là 1 và ABC, lần lặp thứ ba là C, 2 và ABC. Thế bạn đã hiểu là ba cái giá trị chưa? Nhưng mà nếu bây giờ ấy, cái function này mình chỉ truyền vào một hàm, một biến là biến e, thì nó sẽ hiểu mặc định là cái này chính là current value. Đấy, như vừa nãy mình viết. Vậy thì nó lòng vòng như thế thì các bạn đã hiểu được rằng là
cái cách sử dụng này chưa? Đấy, các bạn đã hiểu được rồi thì bạn hãy nhớ rằng là nó có ba cái giá trị này và có cả cái giá trị mặc định ban đầu nữa mà mình truyền vào trong này. Mình sẽ lấy ngay nữa là zip value đúng không? Zip value thì mình sẽ để một cái số đúng này đúng không? Phải mình sẽ truyền vào 10. Mình truyền vào 10 xong là mình sẽ có thể là mình sẽ in ra là con số lớp zip đi. Nhé. Thì các bạn sẽ thử xem là nó có ra cái giá trị không. Rotate number đây. Thì bạn thấy không này? Thấy không? Mình đây là mình sẽ chỉ cho các bạn tại sao có giá trị zip nhé. Mình như cái này zip value này thì mình sẽ truyền vào đây là 10. Rồi, đây, mình sẽ truyền vào đây là 10. Cái này chính là zip value này. Thì cứ mỗi lần lặp như này, mỗi lần lặp con này thì nó sẽ con số lốc 3 lần. Vì cái độ dài 3 lần thì zip này nó là gì, thì nó sẽ ra zip này, number này, rồi prototype nó là number này, và cái primit value của nó là 10. Nghĩa là nó không phải là nó in ra 10 mà đây nó in ra là một dạng number nhưng mà có cái giá trị primit value là 10. Để về định nghĩa của cái biến zip này thì các bạn sẽ phải học qua một số bài về khái niệm về zip. Nhưng mà đây mình sẽ chỉ giới thiệu các bạn thôi. Và các bạn nhớ là lưu tâm nhé. Lưu tâm cái này nhé. Rồi. Có thể là cái bài học về về ba cái forex này, ba cái forex map này, filter này sẽ làm cho các bạn khó. Tuy nhiên thì sau khi các bạn học xong với tất cả mọi thứ rồi các bạn ấy, các bạn quay trở lại cái bài này thì các bạn sẽ cảm thấy rằng nó rất là hay và mình dạy rất là chi tiết và nhiều chỗ họ sẽ không dạy các bạn chi tiết đến mức độ như này đâu. Nhiều khi các bạn thì thấy forex thì nó sẽ chỉ có như thế này thôi. Và cùng lắm forex ở trong này nó chỉ truyền vào biến là biến E thôi, chứ nó không có thêm hai cái biến này nữa. Nhưng mà vào trong này các bạn sẽ thấy rằng hóa ra đây mới chính là cái công thức cơ bản nhất của forex. Rồi, tương tự như forex thì chúng ta sẽ có một cái hàm nữa là hàm map. Hàm map này, cái tần suất sử dụng của hàm map này nó còn nhiều hơn hàm forex rất là nhiều. Và buổi trước ấy thì mình ở trong cái project của mình ấy, mình đã sử dụng hàm map. Sử dụng hàm map là gì? Hàm map là lặp qua từng phần tử của bảng và cái tham số truyền vào nó là một cái anomic function. Đừng để ý cái tên anomic function là cái gì nhé, nghe nó rất là khó hiểu đúng không? Nhưng mà thực ra cái hàm anomic function này nó chỉ là một cái hàm function bình thường thôi, và trong cái function này thì nó sẽ trả về cái giá trị, và cái giá trị này chính là cái giá trị mà đang lặp của phần tử đấy. Thì hiểu nôm na thì nó sẽ là như này, như là back end và front end. Back end đẩy lên một cái mảng, front end sẽ lấy từng cái giá trị của cái mảng mà backend truyền lên ấy, in ra ngoài màn hình theo cái như là thẻ deep này. Trong thẻ deep thì có slide, có CSS bằng này, slide bằng cái này. Mình sẽ thử luôn nhé, để ví dụ luôn cho các bạn về cái array map ấy. Còn cú pháp thì nó chỉ là đơn giản thôi, map trừ mà function, bên trong function function thì sẽ trả về cái giá trị thay thế đấy. Đây nhá, mình sẽ xóa hết cái này đi. Ví dụ như là mình là domain đi, cái backend ấy, backend nó gửi lên cho mình một cái như này, xong sẽ gồm ba cái là chai nhé, sẽ gồm ba cái phần tử như này. Và nhiệm vụ của mình ấy là sẽ phải in ra cái phần tử này trên web và những cái web này của nó sẽ có những cái style như này và các thứ linh tinh, được chưa? Tên này, domain này, dùng map đúng không? Cái item đấy nó chỉ là tên thôi, bạn có thể đặt ra biến khác. Ví dụ như mình đặt nó là SOS nhé. Giờ hiện tại đang chuộng cái SOS mà, SOS này. Xong rồi. Thì cái SOS này nó chính là cái giá trị của cái sơn đẹp trai này, chính là cái giá trị của bùi lily, chính là cái giá trị của lily ria. Thì mình sẽ đưa vào là document này nhân write này, được chưa? Document on write này, nhân với lại sẽ truyền vào một cái thẻ deep. Được chưa? Sẽ cho chồng một cái thẻ deep này. Trong đấy, mình sẽ truyền vào cái thẻ H1 đi. Ở bên trong mình sẽ là
SOS. Đây, sẽ in thử đấy nhé, in thử đấy nhé. Đây, đang báo lỗi, không thể hiểu nổi cái token này. Như vậy là mình sẽ phải chuyển vào để ở trong cái này thì đúng hơn. Trong cái này đúng hơn. Mình không nghĩ là nó đúng đâu. Vì ít khi mình sử dụng cái hàm H1 này lắm. Ít khi mình sử dụng cái document drive lắm, mình thường là mình ở trong các hàm return khác cơ. Thôi thì mình sẽ ấy đây các bạn. Ra nó sẽ in ra tất cả các phần tử này thôi, in ra tất cả các phần tử của mảng thôi. Cộng lại cái đây rồi. Như này. Thì cái này nó khá là hay cho các bạn khi mà các bạn viết một trang web mà các bạn muốn tối giản hóa cái front end của mình ấy, nó chỉ vài dòng thôi, còn chủ yếu là cái nội dung ở trong back end nó sẽ in ra. Như vậy thì mình sẽ sử dụng ba hàm map này, nó lọc qua từng phần tử của cái mảng này và nó sẽ lấy từng cái giá trị, nó sẽ trả về từng cái giá trị này. Lần lặp thứ nhất ra sơn đẹp trai, sơn đẹp trai. Đây là lần lặp thứ hai ra lily bùi, lần ra lilyzica. Thì cái sự phân biệt giữa hàm map và hàm forex thì chúng ta sẽ nhìn ra ngay đúng không? Đấy là số phần tử truyền vào rồi giá trị zip value. Một hàm nữa mà mình cần nhắc tới đây là hàm filter. Hàm filter ngay như cái tên của nó ấy, cái tên filter nó là lọc. Cái hàm filter này nó cũng là lọc qua các phần tử ở trong mảng, nhưng mà nó sẽ lọc qua theo một cái function cho trước. Ví dụ như này, mình có một cái hàm như vậy, hàm sơn các thứ linh tinh đúng không, hàm giá trị của domain nó trả về cho mình là như thế này, nhưng mà mình chỉ muốn in ra là mình chỉ quan tâm là lily bùi thôi. Thì vậy giờ phải như nào? Như vậy là mình chỉ sẽ lọc qua là dùng filter lọc, và nếu mà chỉ đúng lily bùi thì mới in ra. Thế tại sao lại sinh ra cái hàm này? Hàm này nó sẽ sử dụng để cho các bạn như là bạn search. Chẳng hạn như bạn search trong cái dữ liệu data của bạn ấy, trong web của bạn ấy, nó có nút search chẳng hạn như search tên như này, thì cái hàm này nó sẽ chạy và nó sẽ lọc qua cái phần tử ở trong mảng, nó sẽ in ra. Mình sẽ lấy ngay ví dụ nhé. Các bạn phải xem lại cái cú pháp của nó đã, xem cú pháp của nó này. Tên cái array nhé, xong là filter nhé, trong đấy là một function, và function sẽ trả về true hoặc false. Nếu mà trả true thì phần tử được chọn, nếu là phone thì phần tử không được chọn, được chưa? Đấy, ta sẽ cùng đi ngay nhé. Ngay lấy ngay cái hàm domain này của chúng ta nhé. Ngay domain này. Và mình muốn là bây giờ là cái chỉ khi nào mà cái domain này đúng cái giá trị là bằng bùi lily thôi thì mới ok, thì mới được chọn, đúng không? Mình sẽ là domain này chấm fill. Đấy, nó gợi ý luôn cho mình filter này. Domain filter này, và trong cái filter này mình sẽ có một cái function, được chưa? Function thì mình sẽ truyền vào là mình sẽ để là SOS đi, đáng nhẽ là ghi là item, nhưng mà thôi mình để SOS đang chuộng cái SOS mà. Rồi nó sẽ trả về return lại như nào, return lại nếu như mà ngoặc đấy nhá, thêm dấu chấm phẩy vào đây, SOS bằng này, ba dấu bằng nhá. SOS bằng này, mình sẽ phải gán giá trị của cái này ra, thế là mình sẽ đặt ra này, new value bằng cái này. Được chưa? Cái này chính là cái kết quả tìm kiếm của mình nhé. Ta sẽ document này, nhân try này. Được chưa? Đấy, bạn thấy không? Nó chỉ xuất hiện bùi lily thôi. Thế chẳng hạn như bây giờ có một cái nút button ở đây nhá, xong mình bấm vào, nó sẽ dập cái giá trị lên trên này. Thế cái giá trị lên này mình sẽ filter xem là trong cái domain này gửi lên của mình có cái giá trị hay không. Đó. Rất là hay đúng không? Hàm filter rất là hay. Bây giờ mình sẽ cùng đi hàm cuối cùng. Đây là hàm reduce. Hàm reduce là hàm sẽ duyệt qua từng phần tử ở trong mảng, sau đó trả về một giá trị cuối cùng. Giá trị này phụ thuộc vào chương trình của hàm mà bạn truyền vào cái reduce.
À, nghe rất là mơ hồ đúng không? Rất là buồn ngủ. Mình thật ra mình nghe những cái kiến thức lúc lúc đầu mình học GS ấy, của các anh ở trong như anh Sơn ở F8 này, rồi là các khóa về Easy Front-End này, rồi là Tokyo Code này. Mình học về cái hàm này lúc đấy mình cũng rất là mơ hồ, mình thật ra là mình buồn ngủ ấy. Mình buồn ngủ và mình chỉ biết là nó có tồn tại những cái hàm này thôi. Chứ còn khi mà vào ở trong quá trình làm việc ấy thì mình mới thấy rằng mình mới mở ấy lên, xong mình đọc code, xong rồi mình mới xem xong mình mới suy nghĩ lại thì mình mới thấy. Vậy thì tại sao lại có cái sự buồn ngủ như thế? Vì là nhiều khi các anh ấy nói không đúng trọng tâm cho lắm nên khiến cho các bạn nghe các bạn chả hiểu cái gì. Thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái hàm này nhé. Thực ra là ý nghĩa của cái hàm này là như thế nào? Ý nghĩa của cái hàm reduce này là nó lặp qua từng phần tử ở trong mảng, cũng giống như là bao nhiêu cái hàm ở trên này thôi, nó cũng lặp qua từng phần tử của mảng. Thì nhưng mà bù một cái là nó có thêm nhiều những cái tham số truyền vào, nhiều những cái tham số truyền vào. Gần như cái hàm này là nó kết hợp giữa hàm map, kết hợp giữa hàm map và kết hợp giữa hàm forex. Đấy. Hàm map là như là có giá trị trả về đúng không? Thì đây, total chính là giá trị trả về, có current value, có current index và có mảng. Đó. Nó kết hợp giữa hai hàm đấy và cái biến z value cũng là internal value, nhưng mà z value này khác nhé, nó không phải là cái kia. Cái internal value ấy nó chính là cái giá trị truyền vào để mình nhập. Hai cái này có hai cái là ở dưới dạng array function này, ở dưới array function và ở trên là bình thường. Thì bây giờ mình sẽ đi vào ngay cho bạn một cái ví dụ nhé. Ví dụ đầu tiên này, mình sẽ không có cái internal value này, không có giá trị ban đầu này. Rồi. Mình sẽ có một cái array nó array tên là number đi. Number 11 này, 15 này, 29 này, có ba giá trị toàn là giá trị số đúng không? Mình sẽ khai báo một cái khai báo một cái biến để lặp lép y bằng một. Sau đó là mình sẽ đặt tên biến này, không phải void nhé, mà nó sẽ làm reduce. Hàm này thì nhiều bạn thì bảo là trong quá trình đi làm cũng không bao giờ sử dụng hàm này, nhưng mình thấy hàm này nó khá là hay bởi vì nó đưa cho mình rất là nhiều cái thông tin hay là cái giá trị của hàm current value đúng không? Rồi current index thêm một cái biến số nữa là cái mảng của chúng ta. Và bây giờ này, nó sẽ lặp qua từng phần tử, lặp như thế thì mình sẽ đọc cùng con slope rồi, thì con slope này, con slope ra để cho các bạn thấy từng cái. Con slope cái đầu tiên nhé, đấy là mình sẽ có này lần lặp thứ này, và mình sẽ cộng với lại cái biến y đấy, cái biến y bên trên đấy. Rồi tiếp thứ hai này, đây là mình sẽ ghi là giá trị mình sẽ cộng với current value, được chưa? Current value tiếp này. Cái current index chính là cái chỉ mục, index chính chỉ mục số thứ tự. Cái ARR thì các bạn biết là array đúng không? Cái mảng hiện tại. Rồi. Mình sẽ có một cái thanh nằm ngang đi, ngăn cách giữa. Và nên nhớ là mỗi lần làm như này chúng ta sẽ phải tăng biến y lên một đơn vị đúng không? Rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ cùng chạy cái này. Chạy cái này và cái này thì chúng ta phải phải vào con slope đây. Thì nó sẽ có hai lần lặp nhé, bạn để ý nhé. Lặp thứ nhất này, lặp thứ hai này. À, tại sao nó có ba phần tử nhưng mà nó lại ba phần tử nhưng mà nó lại chỉ có hai lần lặp thôi? Bởi vì cái giá trị ban đầu của mình không truyền vào. Nếu như mình truyền vào cái giá trị ban đầu ấy thì
thì nó sẽ là qua ba lần lặp. Nếu không truyền vào ấy, thì nó sẽ hiểu là cái đầu tiên này là giá trị init node và value, và nó sẽ không lặp qua cái này nữa. Đấy. Bây giờ nhé, mình sẽ truyền vào cái giá trị ban đầu cho cái hàm này. Vâng, giá trị ban đầu nó sẽ là 11 đi chẳng hạn đi. Xem lặp tiếp. Giá trị nó sẽ là 3 lần lặp. Bạn biết là cái total này nó chính là cái trả về của cái hàm. Và chúng ta có thể dùng total để chúng ta tính tổng cộng dần ấy, cộng lũy kế cộng dần ấy. Thì buổi học ngày hôm nay chúng ta đã làm việc với lại là 4 hàm, và mỗi hàm này sẽ có một cái nét đặc trưng riêng và khác biệt riêng và công dụng riêng. Thì mong các bạn sẽ ghi nhớ 4 cái hàm này để chúng ta sử dụng ở trong cái quá trình chúng ta làm việc với mảng. Nên nhớ là 4 hàm này chỉ sử dụng làm việc với mảng thôi nhé. Chứ nếu mà các bạn sử dụng 4 hàm này để lặp qua các object vân vân thì nó sẽ báo lỗi đấy. Buổi học ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong buổi học kế tiếp.